Mày ngồi đó cho tao. Cái gì vậy? Mày à, tâm mày bị tao bắt cóc mà mày cười hả? Có sợ quá em tâm lý ngược vậy đó. Vậy dạ. Em đang khóc đó. Có chuyện tao bắt một cái chết thôi, chưa? Nè, số của người yêu mày đúng không? Đúng rồi, nói đúng không? Nói đi. 0900 ra bờ sông mất hết sống đúng không? Đúng rồi. Đúng, tao nhắn tin. Cầm giùm cái thúng coi. Không cầm được. Thì để đây nha. Kẹp ở chỗ này. Nhúc chích nhẹ một cái là chết. Trời ơi, ghê quá à. Im lặng. Ây da, đừng lâu vậy. Người yêu của mày đang nằm trong lòng bàn tay giữa ngón cái trái phải của tao. Hãy mang tiền tới chuột. Nhắn lại. Làm ơn thủ tiêu nó giùm cho tao. Tao sẽ cho thêm mày 99 triệu hoặc 100 triệu luôn. Mày làm ơn thủ tiêu nó cho tao luôn nhé hỡi người ơi. Trời ơi, cái thằng bồ khốn nạn sao nó lại nói như vậy? Sao nó lại nhắn tin cho anh như vậy hả? Trời ơi, người yêu của em. Thấy chưa? Thấy nó phản bội ghê chưa? Nhưng bây giờ anh gì đó anh lại đây em nói anh nghe cái này nè. Nói đi. Bây giờ anh thấy số em khổ chưa? Anh bắt cóc em đã khổ rồi, anh không lấy được tiền. Bây giờ nó còn nói là bây giờ cho anh 100 triệu để giết em, anh thấy số em khổ không? Quá khổ. Đó, bây giờ anh thả em nhẹ cái đi, anh thả em nhẹ một cái đó, anh đi nhẹ, anh giết nó cho em về vậy liền. Không được. Tại sao? Không thả nhà ngươi được. Nữa vậy? Nhà ngươi nói là nhà ngươi đi nhẹ một cái, mà nhà ngươi có chắc chắn là nhà ngươi đi nhẹ về không? Thiệt hả? Anh thả em ra đi. Thiệt không? Thiệt. Đi về nhanh lên. Anh không thả xem gì? Có trối đâu mà thả. Trời ơi, sao nãy giờ không nói sớm? Trời đất ơi, quằn quằn cái đầu nặng muốn chết luôn à. Trời ơi, em đi giết nó, em về liền nha. Đi về lên. Tức quá mà. Ông anh ơi, ông anh, thấy người yêu em đâu không? Ờ thì hồi nãy ha, mình vô đây nè. Có cái đi cả ông nội, ông bắt cóc đúng không? Cái gì? Ông bắt cóc đúng không? Con ghẹ tôi đâu? Nhưng mà cái gì ông bắt cóc đúng không? Rồi nó đâu? Đâu, ông giấu xác nó ở đâu? Ông bóp cổ, ông giết chết nó là đúng không? Hồi nãy là tuột quá, tuột. Không có tuột cái gì hết. Bây giờ sao ông có đưa nó ra không? Ông giấu xác nó ở đâu? Ông chết. Ông giết cái gì? Ông đi ngồi xuống. Bây giờ tôi đi vô bếp kiếm nước mắm cho ông uống nè. Ngồi im nó đi. Trời đất ơi, ông thôi nhanh quá. Tức quá, trời đất ơi. Sao tự nhiên ngu quá vậy, chơi không có chuyện gì chơi đi chói mình vậy. Trời ơi, tức quá, anh ơi, em đi kiếm thằng người yêu của em giết nó. Mà nó đi đâu mất tiêu rồi, em không kiếm được, em không giết được nó. Em chưa chết luôn hả? Trời đất ơi, thì ra lại nó đây. Trời ơi. Cái gì? Anh nghĩ sao nè, 100 triệu nè, giết nó nè, thủ tiêu nó là trời. Anh nghĩ sao vậy hả? Anh nghĩ sao anh kêu anh giết tôi vậy hả? Không phải, trời đất ơi, cái anh nhắn tin như vậy để cho em chọc em nổi điên lên. Từ cái tâm lý nổi điên em tự em tìm cách em thoát khỏi ra đây, hiểu không? Vậy là anh biết là anh sắp xếp trong đầu anh là tôi thoát là vậy, anh tới đây làm chi? Tới chị ta. Trời đất ơi, anh tới đây làm chi hả? Ê, không có, đây nè, hồi nãy tự nhiên em chạy ra rồi, giờ em vòng ngược ra đây chi, sao em ngu quá vậy? Anh mới ngu quá, tự nhiên cái đã biết là tôi thoát rồi thì anh biết là tôi thông minh rồi, tôi sẽ tìm cách tôi thoát, anh quay lại làm chi? Thì anh không biết em thông minh nên anh mới gửi cái tin nhắn đó. Bây giờ tới thấy em đi tự nhiên em ngu, em quay lại làm gì? Tại em ngu á. Em mới ngu quá. Thì anh ngu á. Em mới ngu á. Hai tụi bay ngu á. Hay quá ha, quỳ ngồi xuống cho tao. Không anh tha đi, hai vợ chồng em nghèo khổ lắm, không có tiền đâu kiếm, mà xài kiếm nhựa là anh biết rồi. Đúng rồi, anh tha cho hai đứa em đi, chỗ hai đứa em vô tội mà. Đúng rồi. Không, tao không thể nào mà để hai tụi bay sống được. Bởi vì sao? Bởi vì hai tụi bay đã nhìn thấy cái bản mặt của tao rồi, hiểu không? Trời ơi, không có nhìn thấy. Trời ơi, em bị mù bẩm sinh. Lâu lâu rồi nó bị mù đột xuất là không có thấy gì hết. Mặt người sao yêu vậy? Của mày có mù luôn không? Không, đây nè. Trời đất ơi, bà lấy mù cho tôi rồi nè. Thấy gì đó nè, đó. Rồi, bình tĩnh. Để tao thử coi có mù thiệt hay không nha. Không. Thử cái gì trời. Rồi, tụi bay đi thẳng coi, tụi bay đi thẳng coi. Người ta nói là người ta. Trời ơi, mù thiệt mà chứ. Thôi quẹo trái coi, Ê, có ai nhắn tin cho bà nè. Đừng im. Ai vậy, xuống điện thoại không một cuộc gọi nhỡ hay nào. Đừng im. Không phải. Không một cuộc gọi nhỡ ha. Nè, thằng bé con kia. Bé con nè. Thằng bé con nè. Bà con nghe nè. Số mấy nè? Số cái này số 1. Mà hỏi kìa, cái đưa vậy cái ông nội ta cũng. Anh đừng có nói số 1, nó một ngón tay vậy. Mình đừng có nói chả. Thấy đường, hai đứa thấy đường mà giỡn mặt ha. Mày diễn quá sâu sô điệp. Nha. Sô điệp. Nha, hai tụi bay diễn rất là sô điệp. Sô điệp.
nha. Dạ. Tao không thể nào giờ tao nói nữa ha, tụi bay không có mà kháng cự gì hết hả? Tao nói rồi, bây giờ á là tao sẽ không bao giờ tha cho tụi bay được. Bởi vì hai tụi bay đã nhìn thấy cái bản mặt của tao. Không có, bây giờ rất là đơn giản. Bây giờ thấy được bản mặt anh đúng không? Đúng. Bây giờ em chỉ cho anh nè, bây giờ anh đeo cái mặt nạ này vô, anh em bảo đảm với anh là anh ra đường người ta không bao giờ người ta biết anh là một cái thằng mũi đao. Đeo chi? Đeo vô người ta không có thấy. Tao điên hả? Tao con người chứ tao không phải là siêu nhân nhện. Không phải siêu nhân nhện thiệt, đeo thiệt. Không được, không thấy. Cái mà. Cách này không có được, tao nói rồi. Trời đâu ơi, được. Anh ơi, vậy nè. Rồi bây giờ em làm cái mặt nạ khác nè, vì nó được hơn cái mặt nạ này. Ừ, nói vậy đi. Rồi bây giờ em chỉ cho anh nghe nè, ngồi xuống đây. Mặt nạ tẩy tế bào chết. Tẩy tế bào chết cho môi rất đơn giản, không cần thiết phải sử dụng qua đêm. Bạn thoa một lớp mật ong dày lên môi trước khi đi ngủ, sáng hôm sau rửa lại bằng nước ấm sạch. Mật ong có tính kháng sinh cao, rất hiệu quả trong việc tẩy và làm sạch tế bào da bao gồm cả da môi. Mặt nạ dưỡng ẩm sâu. Bạn dùng một lát chuối chín đã nghiền nhuyễn rồi trộn thêm một lớp mật ong vừa đủ để tạo thành hỗn hợp dạng sền sệt. Sau đó bạn thoa hỗn hợp lên da môi và để qua đêm. Bạn cũng có thể thay thế chuối chín bằng một ít tinh dầu dừa nguyên chất cũng được. Công thức này đồng thời cũng có tác dụng tẩy tế bào chết. Vậy nên nếu bạn vừa muốn làm sạch vừa muốn dưỡng ẩm thì có thể áp dụng công thức này nhé. Mặt nạ làm hồng môi. Bạn hãy trộn đều một muỗng mật ong, một muỗng dầu dừa nguyên chất và vài giọt vitamin E. Sau đó thì thoa lên da môi buổi tối trước khi đi ngủ, để qua đêm và rửa lại bằng nước ấm sạch vào sáng hôm sau. Vì là mặt nạ ngủ môi, vậy nên các công thức trên đều có thể áp dụng hàng ngày liên tục và để qua đêm. Mặt nạ trứng và bột yến mạch. Bạn trộn đều một lòng đỏ trứng gà với một muỗng cà phê bột yến mạch để có được một hỗn hợp nhão. Sau đó thì thoa lên môi. Mặt nạ này vừa có tác dụng giữ ẩm cao, lại giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, sẽ giúp môi nhanh chóng lấy lại sắc hồng và độ mềm mại. Đó, anh thấy chưa? Bây giờ chỉ cần cái mặt nạ môi này thôi là sẽ làm cho anh mềm môi rất là đẹp luôn. Thấy anh tâm lý ghê chưa? Có điên không? À, sao vậy? Cô gái có điên không? Sao? Tôi kêu á là làm cái mặt nạ nào có thể che được cái bản mặt đi ra đường thật là thoải mái, đẹp đẽ, dễ thương, xinh xắn, không ai nhận ra tôi là ăn cướp hết. Mà cô làm cái gì? Cô làm cái mặt nạ dưỡng môi. Tao gì đâu có được đâu. Được mà, anh sao vậy? Ủa mà thằng người yêu em đâu rồi? Từ nãy giờ nó đi đâu vậy hả? Ai biết. Trời ơi, từ nãy giờ nó đi đâu, nó bỏ em rồi. Trời ơi, anh ơi, tức quá trời, nó đi, nó bỏ em nữa rồi. Nó bỏ em ở đây để anh bắt cóc em, để anh giết em nè. Bây giờ em xin anh thả em đi nhẹ một lần nữa thôi, em quay về liền nha. Không, em giết nó, em quay về liền. Không, không, chắc chắn không? Chắc chắn mà, để tin em chứ. Đi sẽ quay lại nhẹ nha chưa? Từ trái tim. Từ trái tim luôn. Thì bây giờ em đi nha. Có về không ta? Chắc không về đâu. Anh. Hả? Anh thấy ghệ em không? Con ghệ. Ghệ. Ghệ ở đây rồi. Rồi đó, cái con này sao kỳ vậy? Cái nói đi mua bơ đã rồi bỏ đi đâu vậy? Không biết nữa. Thôi giờ ngồi uống dầu cá đi, em đi kiếm nó nha. Ê bà khoan. Hả? Trời đất ơi, đi bộ hả? Đi bộ kiếm nó hả? Thì bây giờ đi bộ chứ có biết nó đi đâu đâu. Hồi nãy nó hứa là nó quay về, mà nhà ngươi phải quay về chứ. Nhưng mà giờ nhà ngươi đi bộ mà lâu lắm không có được. Không, đi taxi cho nó nhanh, quay về đây như xong sao xử nghe chưa. Tiền đâu đi taxi? Rồi đi taxi 4.000 đi ha. Đi quay về, đi quay về liền. Trời đất ơi trời, cho tiền taxi rồi cho có 4.000. Đi nhớ quay về nha. Ừ. Nha Dũng nha. Đúng rồi, gì giờ đi nè là phải quay về chứ. Đi đi đi. Thôi bây giờ đi bộ đi lấy 4.000, ta bỏ túi, ta dặn túi. Ờ đi lẹ lẹ nha, về nha. Rồi. Chắc nó có quay về không ta? Để đếm coi, 5 viên dầu cá. Có quay về, không quay về. Có quay về, không quay về. À, chắc chắn sẽ quay về. Sợ quá. Quy rồi làm gì nữa? Rồi làm gì nữa? Ông không có nhớ. Thế ai làm mà? Đó, trời nói không.